Xin chào tất cả anh chị trên cả nước nha. Em là Vinh, đến từ cây giống Nguyễn Văn Phúc. Thì trước màn ảnh của tất cả anh chị đây là cây giống Sabo Mexico nha. Thì em đang chuẩn bị giao cho khách. Thì đây bên em là chuyên sản xuất Sabo Mexico. Phía sau em có vườn á. Có những clip trước em đã chia sẻ đến tất cả anh chị rồi. Thì anh chị nào có thể vào kênh của em và xem lại nha. Đây cây chiết xuống là có trái luôn nha tất cả anh chị. Mang sẵn trái luôn. Đây là Sabo Mexico. Hiện tại em đang chuẩn bị giao cho khách nha anh chị. Khách này lấy cũng không nhiều, lấy một lần khoảng 30-40 cây à. Em chở xe giao cho khách luôn. Thì hiện tại bên em là tại quê hương Chợ Lách Bến Tre. Thì anh chị nào có nhu cầu muốn tìm mua cái giống Sabo Mexico chánh gốc tại huyện Chợ Lách Bến Tre thì cứ liên hệ với em. Bên em chuyên cung cấp và bên em sao vườn có cái vườn nhân giống luôn, chứ không có lấy lợi của bên thứ ba nào hết. Thì anh chị đảm bảo cho tất cả anh chị cái nguồn giống chuẩn và cái chất lượng là đảm bảo tuyệt đối nha anh chị. Anh chị thấy cây này xanh tốt như thế này thì em mới bắt đầu giao cho khách. Thì đến với trại giống bên em, anh chị sẽ không phải lo về giống, và đặc biệt là chế độ bảo hành của bên em rất là đảm bảo cho khách. Thì cây nếu mà anh chị lấy hàng mà online thì em sẽ giao qua bưu điện, sau đó anh chị nhận. Thì bên em có bảo hành trong vòng 15 đến 20 ngày. Nếu cây mà có vấn đề chết thì em sẽ bao tiêu, sẽ đổi cây khác cho tất cả anh chị. Đây anh chị xem. Thì cây đang có trái luôn nha anh chị. Thì đây là giống Sabo Mexico tại quê hương Chợ Lách Bến Tre luôn. Đây. Này anh chị mua về trồng là trái này có thể ăn được luôn nha. Nó đã vững rồi, nó dính trên cây luôn rồi chứ nó không có bị rụng nữa.